đầu du lịch và ẩm thực. Hôm nay video clip này nhóm mình đi trên cung đường từ Hà Nội lên Mù Cang Chải, thì nhóm mình thấy một bản làng rất bên vệ đường có những cảnh đồng trà rất đẹp, nên đã dừng chân lại nghỉ và ghi hình lại cảnh đẹp này của tỉnh Yên Bái thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Như mình đã nói những video clip trước thì nhóm mình đi từ Hà Nội lên Mù Cang Chải, trên cung đường thấy cảnh đẹp thì sẽ ghi hình lại, và đến đâu thì có những món ăn gì ngon và nổi tiếng cũng sẽ ghé ăn thử cho biết hương vị ẩm thực Tây Bắc. Hầu hết trên đường đi những bản làng của người dân tộc Thái, Hơ Mông, Dao, Tày và Nùng ở vùng Tây Bắc sống rất bình yên. Đa phần là họ sống tự cung tự cấp, không bị ảnh hưởng và chi phối ở sự buôn bán bên ngoài xã hội hiện đại bây giờ.